Bạn muốn làm giàu? Lấy ngay Saver88.me. Hệ thống chất lẻ Momo uy tín, thanh toán tự động 5 giây. Tắt 1 ăn 2,5, tỷ lệ ăn cao nhất thị trường. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu và con sâu. Chào mừng năm sau anh em quay trở lại cùng với Amazi trong series bình luận PK League Server. Và đây là BF Gan Vy đến từ server Taiwan anh em nhá. Chúng ta cùng đến với chế độ Bát Môn, hay còn biết tên gọi khác là Lục Môn Smack này nhỉ. Đừng quên 3 khung giờ ngày 11h, 15h và 19h. Hiện tại đang khuyết mất cái khung giờ 15h này, nhưng mà sắp tới mình đang quay trở lại dần dần với cái khung giờ này ở đây nha. Đang cố để quay trở lại với cả 3 khung giờ này nó đều đặn hơn. Hiện tại thì tầm khoảng 1 tháng gần đây thì khung giờ 15h chúng ta bị khuyết, mình đang cố gắng túc tắc quay trở lại khung giờ này anh em nhá. Vậy cũng gọi chỉ là nhen nhóm ý định quay trở lại đấy, chứ thật sự là cũng hên xui chứ chắc có thời gian này nhỉ, đúng không? Được clip nào hay clip đó rồi, không dám khẳng định là lúc nào cũng sẽ đủ 3 khung giờ anh em nhé. 2 khung giờ thì 11 giờ 19 giờ thì chắc chắn là sẽ duy trì được, còn khung giờ 15 thì có khi một tuần có lẽ sẽ chỉ được 2-3 clip thôi. Đấy là theo dự định của mình là như vậy, tạm thời là như thế nhá anh em nhé. Ngoài ra anh em yêu quý mình có thể like và subscribe kênh Đều Ở YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao ép. Như Team Ikari đang ra mắt với đầy đủ các thành viên của Nam thôi, là Clark này, Giáp này và gì nhỏ Hander, đúng không? Chiến nào, cùng đến với game đấu đầu tiên và cùng đi điểm đối thủ đầu tiên dành cho BF Gan Vy. Thực ra là Vai đến từ xem 73 Iori, lâu lắm rồi mình mới dùng pick Iori nha anh em nhé. Sơ mi, vì đa số con Iori này thường đi một con nào đó và nó sẽ không hợp. Ui, đem Orochi đấy à. Billy hay dốc nhở, kèo này sờ mắc. Chưa chắc dốc vẫn ngon là Billy. Đấy, theo cảm nhận cá nhân đấy nha anh em nhé. Chưa chắc nữa. Cho với cá phẩy hơi khó đó. Cho với cá phẩy nghe chừng hơi khó. Ta phải thì nghe chừng hơi khó ăn được. Khó rồi. Xúc người này thì là... ai à, cào bay màu được ấy thì cũng kỳ nhỉ nhỉ. Cà phấy không có độc chiêu, cào bay màu được choi cũng kinh nhỉ, nhưng mà mẹ này choi nó ui của mày quá, nó không để choi kia ăn nó vẫn thế nhỉ. Được choi vào đấy thì choi vẫn hai thực tiễn. Anh em mình nhớ được chế độ sầm mắc này nhỉ, đúng không? Choi nó hồi full lại nội khó thì mình quá nhỉ. Không chống được anh em. Chúng ta không chống được. Khó nhé. Smack cặp choi thì hơi khó rồi. Smack cặp choi thì khoác quá. Chống bằng mắt à. Cho rổ ấy, nó mà không biết chơi choi nhé nhỉ. Đấy, cơ bản nhìn nó mà không đang biết chơi choi. Chẳng thì không choáng nhỉ. Đấy là đánh cho anh chị em nó. Bây giờ nó mới cho choi vào. Khó quá.
mình bay dốc nội tại gì vậy, choáng thế, chịu rồi, bất lực rồi anh em ạ, đúng không? Đến đây thật sự chúng ta bất lực rồi. Khiên nhưng mà vấn đề là ta phải không còn gì. Vấn đề là ca phải không còn gì, nó để cho ở đây thì ca phải của mình hết hơi nhỉ. Hay à, Billy đúng à, Billy cũng phải hơn chú dốc thật. Chói này choáng phát đi anh, đéo choáng trò nhỉ, đéo choáng thì nó cào chết rồi. Chỉ ăn giảm nộ thôi. Cày nhé. Mẹ không bị giảm nộ là thịt được nó đấy. Cái hai nó còn đi choáng người quá nhở. Mấy cái tên cần choáng thì không choáng, mẹ toàn thì choáng mấy con vừa vẩy. Anh em để ý không? Nó choáng con sai siêu một phát này, choáng con kinh một phát này, đúng không? Mà không choáng con tròi, bây giờ choáng con dốc lại phát nào. Cày không thì chúng ta lại lật kèo được đấy, đúng không anh nhỉ? Cùng đến với trận đấu tiếp theo. Kula của xe 185 càng gái ra siêu thổ Maxima Miku phá vũ tình giáp đi, đánh sống mắc với giáp đi. Đối thủ AFK thì thôi, chúng ta ăn thôi nhờ. Owat của server S5 Heavenly Angle Mai kẻo không tanh mà bây giờ lại dí cho con Athena này thì không dám lấy EC đâu. Thế khổ vậy. May quá có con Takuma bù lại. May quá chúng ta có Takuma bù lại nha. Hơi sâu. Cái kem kia có gì? Hơi xấu chứ không biết tem kia có gì, tem kia thì cũng chả khá khẩm hơn. Vì thế mang mẹ o chi vào. Đấy là đã được quả tên liệt đấy. Cũng ra gì đấy. Cơn sau Billy nó nộ vậy.
mát mài vẫn Athena, không có nào đục chiều nội tại Athena gây sai lầm cũng chưa thấy đâu rồi nhỉ. Không có sờ mắt đâu nha. Được rồi. Ui ôi, vẫn tươi rồi. Tiếc quá, không có sờ mắt của Orochi. À, thực ra vẫn có sờ mắt của Orochi, nhưng không thuộc về cái dạng solo của F1. Móc hòm, móc họng nó lên như này nha. Khá đáng tiếc. Hơi đáng tiếc. Chính ra mình dùng cái ego của con kia nó hợp lý hơn. Đằng nào thì con Billy cũng nó vẫn bị sốc chết mà anh em, được không nhỉ? Hơi sai, đúng không? Cái nhịp đấy hơi sai nhỉ. Chúng ta được nhìn thấy cái gì nhỉ? Sờ mắt 100 năm rồi, đúng không? Còn cái combo của Iori với cả Kyo 13 thì nó là combo 1000 năm. Smack Orochi là Smack 100 năm anh em. Rất ít khi các bạn nhìn thấy Smack Orochi thuộc dạng chuyển dạng, đúng không? Thuộc cái chuyển dạng cũng còn bình thường thì chúng ta vẫn được nhìn thấy rất nhiều. Ra siêu thôi. Tiếp theo có Tà Cú mà 15 rồi. Vậy là không phải 15. Mẹ ơi, xả hai con này kinh quá nhở. Cười của Kate mà không có robot cuối cùng thì phế vãi. Mẹ cười nó kinh quá, nó có phá bút anh em ạ. Vấn đề mình sợ con cười anh em biết sợ nó là cái gì không? Sợ nó là ở cái khả năng được chiêu phá bút, vừa phá bút vừa giải bút. Ờ, nó dạng như kiểu một hiệu ứng, vừa tăng công vừa phá bút lại còn giải bút nữa. Nó khó chịu cái chỗ bỏ mẹ đấy anh em, nó khó chịu con cưới ấy. Mẹ mày còn mài hai game cổng còn mài không tên nào có được chiêu lên mộ sớm. Thắng luôn đấy chứ. Rồi giết được con cười đi, mãn nguyện anh nha. Nhưng mà có khi mẹ gì sắp đau ngược luôn nha. Đưa nó hát chém. Mày quá mẹ. Không chí, nó chết anh nha. À không chết, mày thế chứ lại. Mày thế chứ lại. Ờ, thật sự là may mắn anh em. Thật sự là may mắn trong mình vừa rồi nhé.
thành công nhỉ. Thế mà không băng nốt còn con kia lại. Thế mà không băng nốt, ai da, Maxima tự giải hiệu ứng rồi. Con yêu đi xong muốn nộ nhỉ. Con nhà hơi thắc mắc nhìn con yêu đi xong muốn nộ. Nó đã cào phát nào đâu nhỉ? Đấy à, giờ mang trang vào. Ngon, mẹ mai đéo lên được lộ. Trên nó áp chém đầu thế đó, cà tè lên né phát là phải để lại ngay. Không có hồi sinh, không có hồi sinh thì chú xác định nha. Cái này lại cất đi phát đã, an toàn đấy. Yes, và đó là chiến thắng dành cho BF Gunvy trước Kula của CR 106 anh nhỉ. Cùng đến với game đấu tiếp theo nào. Đối thủ tiếp theo chúng ta sẽ gọi tên ai? Đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ gọi tên là Init0AUM server 99. Đây, Maxima đây. Angle. Benny thì gọi. Nam Lep. Tìm kiếm Miku. Á thế nào? Thì ngon nè. Tôi chết rồi, khi phải mất mấy ly thế này. Bãi tương trước mai vừa bút lộ xong. Bỏ mẹ đánh chủ quan thế nhở. À mày quá, từ sau này có lộ. Chẳng nhớ hồ sinh nào rồi. Chẳng nhớ hồ sinh nào rồi. Athena đấy mãn nguyện rồi đấy. Một tình huống mà chúng ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Xử được con Athena đẹp luôn.
được là nhiều thế nào được, đánh thế thì nhiều thế nào được. Nha, trong mini chuyển giãn nó cũng là nắng đỏ. Đánh thế đi, đánh thế thì bạn lại sai rồi. Nó Ochi Benny rồi chắc. Zero à? À nó vẫn còn Zero nữa. À, vậy là tao biết mày còn Kyo nha. Tao biết mày còn Kyo nha. Sau 5 mét thì là... Ui dồi ôi mẹ đen thế nhở. Mày ly bị sai lần kia. Không sai lần tên này phải ngon đâu, mẹ mang 5 lép vào xong cho mấy ly đá chết con mẹ Zero xong. Cày đang ý định gì vậy, nộ Zero vẫn giữ. Độ Zero vẫn giữ rồi anh em. Nó ép cả. Bastante. AFK khả năng đã AFK rồi nhỉ. Nó AFK rồi. Đây à, ừ nhờ mẹ vẫn chưa có sầm mắt của Ochi. Để dành sầm mắt của Ochi kịp không ta, kịp. Ôi rồi con đen ngồi làm quả trí vậy là không kịp rồi. À ừ có con lì xì. Đừng nói tôi giờ nó dí Kyo mà giảm độ con o chì của tôi xuống thì nó mất vui ấy nhở. Hay à gơ thế thì cũng không dùng được, nhưng mà nó dí Kyo mà thì cũng không dùng được o chì vì lúc đấy là à người vẫn còn con để đánh kia mà. Hay nhở, cuối cùng thì chúng ta cũng thỏa ước nguyện được combo
được cái gì nhỉ, sờ mắt của Ochi 100 năm. Chúng ta cũng đối thủ hình như nghe được lời tôi nói sao ở trong cái game đấu trước ấy, tôi nói các bạn về cái sờ mắt của Ochi 100 năm và một combo 1000 năm của Kyo với cả Iori đấy nhỉ. Đối thủ cuối cùng cũng cho chúng ta được mãn nguyện cái sờ mắt này thôi. Thật sự là cảm ơn bạn. Cú móc hàm này đến từ Ochi và Kyo. Vâng ạ, à, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe của mình gì cũng xem được. Thank you và bye bye.